kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face TV trong chương trình Quan Điểm. Chương trình thường lệ được phát hình vào mỗi cuối tuần. Và thành phần khách mời ngày hôm nay, như quý vị đã thấy, chúng tôi vẫn có sự hiện diện quen thuộc của luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California. Xin kính chào luật sư. Dạ, xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả tại Việt Face, cũng như là anh Dũng và dân biểu Tạ Đức Chí. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó, ngày hôm nay chúng tôi lại đón tiếp trở lại dân biểu tiểu bang California, ông Tạ Đức Trí. Xin chào ông Tạ Đức Trí. Dạ, xin kính chào anh Dũng, xin kính chào luật sư Trần Thái Văn cùng tất cả quý khán thính giả và đồng hương. Vâng, thưa quý vị, thật nhanh chúng tôi xin phép được vào cái đề ngay. Trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến một số các cuộc công du của Tổng thống Joe Biden hoặc là chính quyền Hoa Kỳ, một số các quan chức cao cấp. Trong những cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta chú ý đến cuộc công du Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng nhắc đến một ít về việc trước khi ghé đến Việt Nam thì Tổng thống Joe Biden cũng đã có tham dự một số các hội nghị thượng đỉnh, đặc biệt là cũng đặt chân đến Ấn Độ. Nơi đó trong cái chương trình hội nghị thượng đỉnh của khối G20 thì Tổng thống Joe Biden cũng đã có gặp gỡ riêng với Thủ tướng của Ấn Độ, ông Narendra Modi. Qua đó thì chúng ta cũng nhận thấy rằng Hoa Kỳ luôn luôn đặt Ấn Độ trên một cái tầm cao quan trọng, xứng đáng với cái mối quan hệ mà Hoa Kỳ muốn hướng tới. Đó là làm sao để ổn định khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và bên cạnh đó thì người ta cũng biết rõ ràng rằng ý muốn của Hoa Kỳ liên kết với Ấn Độ để nhằm phần nào đó kềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Thế thì sau khi rời Ấn Độ thì Tổng thống Joe Biden cũng ghé đến Việt Nam. Các nhà nhận định tình hình thế giới thì cho rằng cái mối liên minh giữa ba quốc gia này có vẻ như một phần nào đó muốn nhấn mạnh hơn đến cái việc trỗi dậy của Trung Quốc và muốn kềm chế thế lực của Trung Quốc hiện nay trong khu vực. Một bên là Ấn Độ Dương, một bên Thái Bình Dương. Đại diện của nó là Ấn Độ và Việt Nam. Tuy là Việt Nam không có tương xứng với cái mối bang giao này, nhưng nó cũng là một cái địa điểm về địa chính trị rất quan trọng trong mối bang giao đó. Ngày hôm nay thì các vị khách mời sẽ cùng đưa ra một số nhận định và quan điểm về tình hình này. Thực chất có phải Hoa Kỳ muốn kết nối với Ấn Độ và Việt Nam nhằm kềm chế Trung Quốc hay không? Mặc dù Tổng thống Joe Biden trong một cái bài phát biểu tại Việt Nam nói rằng Hoa Kỳ không có ý muốn kềm chế bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng tôi mời quý vị theo dõi phần nhận định của dân biểu Tạ Đức Trí. Dạ, thưa anh, cũng như là thưa tất cả quý vị, cái chuyến công du của Tổng thống Biden vừa qua thì cũng thấy rõ rằng cái sách lược bang giao của Hoa Kỳ từ trước tới nay đó thì cũng đều bày tỏ cái sự quan tâm trước cái sự bành trướng thế lực của Trung Cộng. Phải nói là cái sự bành trướng thế lực của Trung Cộng là một cái mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ hơn hai thập niên qua, từ thời của những tổng thống trước đây. Và khi mà nói về cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đó thì chúng ta cũng thấy được khởi thủy từ thời của cựu tổng thống Obama và đã được phát triển một cách mạnh mẽ hơn ở thời của cựu tổng thống Trump. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chúng ta thấy được Hoa Kỳ đã tạo ra bốn quốc gia là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ để mà tạo ra một cái thế để mà kềm hãm cái sự phát triển của Trung Cộng. Thì cái sự phát triển của Trung Cộng mà chúng ta thấy được cái sự phát triển của Trung Cộng bành trướng đó về vấn đề quân sự cũng như đặc biệt là về vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế là chúng ta cũng đã thấy là cái sách lược về một vòng đai một con đường. Và đặc biệt hơn đó, về những cái sự bành trướng về quân sự như là Trung Cộng vẫn tiếp tục bành trướng thế lực ở những cái đảo và tiếp tục xây dựng những đảo san hô tại vùng Thái Bình Dương để làm áp lực với lại các quốc gia. Riêng về Việt Nam đó, thì chúng ta thấy được cái chính sách ngoại giao của nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam từ trước tới giờ là vừa muốn thân thiết với Mỹ, vừa muốn tiếp tục quan hệ một cách thân thiết với Trung Cộng về mặt kinh tế. Hiện nay kinh tế Việt Nam đó cũng bị tùy thuộc rất nhiều vào cái sự ảnh hưởng kinh tế của Trung Cộng. Và chính vì điều này mà Hoa Kỳ đã phải chịu rất nhiều những lỗ lạ thua thiệt trong những cái quan hệ về vấn đề thương mại và kinh tế. Bởi vì Hoa Kỳ hiểu được đó, có những cái hợp đồng hay những cái khế ước, những cái hiệp ước thương mại giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đó, thì lúc nào Việt Nam cũng sẽ là cái nước sẽ được lời hơn
và Hoa Kỳ sẽ chịu thiệt hơn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ với một cái nhìn muốn hướng tới cái nhìn xa hơn, không muốn Việt Nam phải ngã vào vòng tay của Trung Cộng. Chính vì điều này mà Hoa Kỳ mới có sự kiên nhẫn. Và Hoa Kỳ hiểu được á, nếu mà Hoa Kỳ không liên minh hay thắt chặt liên minh với một cái quốc gia nào khác ở trong vùng đó, thì rất là khó cản được cái sự bành trướng của Trung Cộng. Bởi vì hiện nay đó, về vấn đề tài lực, về vấn đề quân sự đó, Trung Cộng là một quốc gia rất là đáng lo ngại cho Hoa Kỳ. Cái sự phát triển mà ngân sách quân sự của Trung Cộng đó, nếu mà chỉ nhìn trên giấy tờ mà thôi đó, nó đã lên tới 400 tỷ Mỹ Kim. Thì chúng ta thấy cái ngân sách quân sự của Hoa Kỳ đó lên khoảng chừng 700 tỷ Mỹ Kim. Cái điều này cho thấy rằng cái ngân sách của Trung Cộng chỉ đứng sau Hoa Kỳ mà thôi. Mà Trung Cộng cũng là một trong một số ít quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Thì một trong những quốc gia mà Hoa Kỳ hướng tới đó có khả năng để đối đầu với Trung Cộng đó là Ấn Độ. Ấn Độ vào thập niên 60 đã từng đối đầu với Trung Cộng ở cái khu biên giới. Và Ấn Độ đó thì cũng đã có những cái mối thâm thù với Trung Cộng trước đây, qua cái việc mà cái khu biên giới, khi mà Ấn Độ có những cái mâu thuẫn với là Pakistan và Trung Cộng, chúng ta cũng thấy đó ở trong quá khứ ủng hộ Pakistan để mà chống Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ thì cũng không phải là một quốc gia đi theo hay là trung thành của Hoa Kỳ, mà Ấn Độ cũng làm tất cả mọi chuyện để vì quyền lợi Ấn Độ. Chúng ta cũng thấy khá rõ rằng Ấn Độ cũng đã có những cái quan hệ mật thiết về kinh tế với lại Trung Cộng hay là Nga hay một số quốc gia khác mà đối đầu với lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn muốn tạo ra cái cơ hội để quan hệ với Ấn Độ và tạo thêm cái cuộc đối thoại giữa Ấn Độ, Hoa Kỳ và Việt Nam. Bởi vì Ấn Độ cũng là một trong số ít những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ấn Độ có dân số và Ấn Độ có tiềm năng phát triển về mặt kinh tế. Và Ấn Độ lại có địa hình địa thế là một trong những quốc gia Nam Á, thưa quý vị, có địa hình địa thế sát bên Trung Cộng. Thành ra Ấn Độ là một quốc gia được Hoa Kỳ đánh giá là thích hợp, tương đối thích hợp nhất về mặt dân số, về mặt quân sự, về mặt khoa học kỹ thuật, để có thể có khả năng liên kết Hoa Kỳ đối đầu với Trung Cộng trong tương lai. Chính vì vậy mà nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng tạo thêm sự thân thiết, quan hệ mật thiết với Ấn Độ. Tuy nhiên, chúng ta thấy được vào cuối ngày thì tất cả các quốc gia từ Ấn Độ, Việt Nam, Trung Cộng hay cả Hoa Kỳ đều phải lo quyền lợi cho chính quốc gia của mình. Cảm ơn dân biểu Tạ Đức Trí. Chúng tôi xin mời ý kiến của luật sư Trần Thế Văn. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Thì chúng ta cũng đã thấy và dân biểu Tạ Đức Trí cũng đã trình bày một cách rất là tổng quát và rõ về cái tình thế giữa Ấn Độ, Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ. Thì chúng tôi xin nói một cách nôm na đó, về phương diện Ấn Độ cũng như là Việt Nam đó, thì mình có thể mình nói là thiên thời địa lợi và nhân hòa. Về phương diện của Ấn Độ, Ấn Độ là một quốc gia với cái số dân số tương đương, thưa quý vị, tương đương với Trung Quốc khoảng 1 tỷ 4 Mỹ kia người dân. Bởi vậy đây là một cái quốc gia khổng lồ mà có một cái truyền thống, cũng lại có một cái lịch sử rất là, phải nói là rất là mâu thuẫn, cũng giống như Trung Quốc. Thưa quý vị, là có một cái truyền thống trước hết đó, là Ấn Độ có thể được gọi là một quốc gia có cái nền dân chủ lớn nhất thế giới. Vì người dân có quyền đi bầu và các vị đại diện dân biểu cũng như là thủ tướng cũng là các nhân cử, thưa quý vị. Với một cái dân số hơn 1.4 tỷ người dân đó, thì đây là một cái quốc gia khổng lồ. Thì cái thiên thời mà chúng tôi muốn nói về phương diện cái thời điểm hiện giờ đó, mà nó đem đến ngày hôm nay, mà Ấn Độ phải là một trong những cái mấu chốt rất là quan trọng đối với cái đại chiến lược của Hoa Kỳ. Nếu mà nói về Indo-Pacific, một cái chiến lược Thái Bình Dương mà liên kết giữa các quốc gia để mà barrier hoặc là ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc, thì Ấn Độ là một trong những quốc gia quan trọng nhất. Mà Ấn Độ với Trung Quốc
nếu mà nói về cái địa điểm hoặc là địa lợi đó thưa quý vị, thì chúng ta thấy khá rõ rằng đó, nhìn vào cái lịch sử của giữa Ấn Độ và Trung Quốc đó, thì có những cái sự xích mích từ thập niên 60 thời chiến tranh lạnh, là hai quốc gia cũng đã chạm súng với nhau rồi. Và mới đây là cũng có những năm vừa qua cũng có những cái sự mâu thuẫn và cũng xung đột rất là nặng, dẫn đến một số binh sĩ cả hai bên luôn đã mất mạng ngay tại biên giới Kashmir và biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Bởi vậy nên cái tình hình nếu mà nói về phương diện ngoại giao đó thì nó không phải là tốt và tin tưởng 100% giữa hai quốc gia. So sánh với cái viễn tượng mà Trung Quốc lại đi sát, rất là sát, và có nhiều cái sự trao đổi về phương diện kinh tế cũng như là quân sự với Pakistan. Thưa quý vị, nước Pakistan là một quốc gia Hồi giáo mà có thể gọi là một kẻ thù kẻ thù rất là nặng đối với Ấn Độ, mà Trung Quốc thì lại đi rất là sát với Pakistan, dù rằng Trung Quốc có những cái lợi điểm và sự cần thiết để mà đi sát với Pakistan. Một trong những cái lý do là vì và cái vấn đề Hồi giáo và cũng như là cái sự xung đột tại ngay tại quốc nội của Trung Quốc với dân số Hồi giáo, mà không muốn Trung Quốc không muốn nó trở thành một cái nồi như là terrorism, là nồi phải nói terrorism mình dịch ra khủng bố. Thưa quý vị, bởi vậy nên Pakistan là một quốc gia rất là quan trọng về phương diện đó. Nhưng mà trở lại giữa Ấn Độ và Việt Nam đó, thì chúng ta cũng thấy với cái sự suy sụp hiện giờ đó, suy giảm về phương diện kinh tế, thì Ấn Độ thật sự trong những năm vừa qua đó có những cái chính sách kinh tế để mà take advantage, là bắt đầu lợi dụng, vận dụng cái thế mà Trung Quốc hiện giờ đang bị tariff, là đang bị đánh thuế rất là nặng. Và cái chính sách này giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó được kéo dài từ thời ông Trump đến thời ông Biden cũng không có thay đổi gì hết, thưa quý vị. Và những đại công ty mà đã đầu tư và đang đầu tư trong Trung Quốc đó, họ cũng đã kéo ra rất là nhiều tất cả những cái công ty Tây Phương mà họ có cảm tưởng như là đang bị có những cái chính sách của Trung Quốc từ Bắc Kinh đang siết họ, và có nhiều cái điều lệ, điều luật mà họ không chấp nhận đó, thì họ lại chuyển những cái hãng của họ cũng như là cái cơ hội để mà họ sản xuất về Việt Nam hoặc là Indonesia, Malaysia cũng như là Trung Quốc, mà cái giá thị trường nó thấp hơn nhiều, thưa quý vị. Bởi vậy nên đúng là cái thời điểm này mà chính phủ Mỹ, Hoa Thượng Đốn muốn lập một cái đại chiến lược Á Châu Thái Bình Dương để mà ngăn chặn Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy những quốc gia từ Nam Hàn nó kéo dài qua đến Ấn Độ, từ Việt Nam, Philippines, Úc Châu đến Nam Dương và đến Ấn Độ, thì chúng ta thấy khá rõ là Trung Quốc, dù ông Biden nói là không có cái chính sách barre hoặc là ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc, nhưng mà cái hành động nó nói khá rõ là đó là cái sự ngăn chặn một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp, thì tùy theo cái sự quý vị, cái nhìn của mình, thưa quý vị. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Vâng, thưa quý vị, như là dân biểu Tạ Đức Trí và luật sư Trần Thái Văn cũng đã đồng thuận ở một điểm, đó là cái mối bang giao và mối quan hệ cùng với Ấn Độ thật sự là một mối quan hệ rất phức tạp. Chúng ta cũng nhớ rằng là Ấn Độ đã từng có những xích mích giữa khu vực biên giới giáp giới Ấn Độ và Trung Quốc, và hai bên cũng đã từng có những cái cuộc chiến xảy ra ở khu vực biên giới này giữa binh lính hai nước. Nhưng rồi nhìn lại thì thấy rằng Ấn Độ cũng nằm ở trong cái khối BRICS, là nổi khối mà các quốc gia đang phát triển, và họ có những cái sự mua bán với vấn đề dầu khí của Nga, của Trung Quốc trong nhiều thời gian vừa qua. Chúng ta cũng nhớ rằng trước khi đi thăm Ấn Độ và Việt Nam thì ông Modi cũng đã từng đến ghé thăm Tòa Bạch Ốc trước đó, và đã được Tòa Bạch Ốc tiếp đón một cách trọng thị, cao cấp nhất những gì có thể xảy ra. Chúng ta thấy rõ ràng là Hoa Kỳ lúc nào cũng muốn trân trọng cái mối bang giao cùng với Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà nhận định cũng cho rằng cần phải giữ chặt mối bang giao này, tuy Ấn Độ là một đối tác rất là phức tạp đối với Hoa Kỳ, nhưng vì tình hình của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương,
Do đó, Tổng thống Joe Biden có thể sẽ bỏ qua tất cả các khác biệt giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ để làm cho cái mối bang giao trở nên nồng nàn hơn. Đó là một trong những cái điều. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại rằng một điều nữa là tại hội nghị G20 thì Ấn Độ, chúng ta là nước chủ nhà, mà hội nghị đó không đưa ra được một kết luận liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine là vì nó đụng tới Nga. Rõ ràng điều này thì chúng ta cũng thấy Ấn Độ một phần nào đó cũng đi 2-3-4 hàng. Dạ, chúng tôi xin tiếp lời rất là nhanh. Dạ. Về cái lịch sử của Ấn Độ thì chúng ta cũng thấy một phần nào nó rõ cái nét chính sách ngoại giao của Ấn Độ. Chứ khác đó, Ấn Độ như quý vị cũng biết là một thuộc địa của Anh Quốc, cũng giống như thời nhà Thanh của bên Trung Quốc. Bởi vậy nên cái sự, phải nói là cái sự mâu thuẫn hoặc là cái tâm lý thuộc địa đó và cái lịch sử đó tới cả 300 năm với Anh Quốc, tới năm 1947 thì mới hết, thì chúng ta thấy là nó cũng bị ảnh hưởng rất là nặng. Mà Ấn Độ cũng, và sau đó thời chiến tranh lạnh đó, thì chúng ta cũng biết là Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên, thật ra là quốc gia đầu tiên mà đứng lên để mà lập ra cái khối thứ ba mà được gọi là Non-Aligned Nations tại Liên Hiệp Quốc, đó là không có đi theo phía Tây Phương mà cũng không đi theo phía Cộng sản. Bởi vậy nên họ muốn lập ra một cái chính sách ngoại giao riêng đi đường thứ ba, thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay nó phản ảnh qua những cái chính sách ngoại giao cũng kinh tế cũng như là quân sự của Ấn Độ. Bởi vậy nên khi mà anh Tạ Đức Chí nói là Ấn Độ không phải là một quốc gia mà có thể nói đồng minh và tin tưởng 100% được, thì chúng ta cũng hiểu được cái lịch sử đó cũng như là những cái chính sách của Ấn Độ về phương diện quân sự, kinh tế cũng như là ngoại giao, thưa quý vị. Trở lại với ý kiến của dân biểu tiểu bang. Dạ, thưa hoàn toàn đúng là như vậy. Ấn Độ từ trước tới giờ chúng ta thấy những cái chiến lược ngoại giao của Ấn Độ thì Ấn Độ không muốn tỏ ra là thân thiện ngoài những cái dự đoán đối với bất cứ một quốc gia nào. Về cái vấn đề mà cái sự bành trướng của Trung Cộng đó, thì Ấn Độ chắc chắn rằng Ấn Độ không thích về việc mà Trung Cộng tiếp tục bành trướng thế lực về mặt quân sự, về mặt kinh tế sẽ ảnh hưởng tới ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Tuy nhiên đó, chúng ta thấy Ấn Độ cũng hầu như là chưa có lần nào lên tiếng một cách mạnh mẽ đứng về phía Hoa Kỳ để phản đối Trung Cộng. Ấn Độ cũng chỉ cố gắng để mà tiếp tục phát triển về mặt kinh tế và sẽ tiếp tục thân thiết với Hoa Kỳ và tiếp tục có những cái ngoại giao về mặt kinh tế với lại Trung Cộng. Bởi vì Ấn Độ hiểu được á, với cái dân số, với những cái tiềm năng về quân sự và trình độ khoa học kỹ thuật của Ấn Độ đó, thì Ấn Độ sẽ là một cái quốc gia mà được những cái quốc gia thế lực như là Hoa Kỳ, một số quốc gia Tây phương đó sẽ tiếp tục để mà ve vãn thân thiết. Vậy Ấn Độ hiểu được đó là cái điểm mạnh của Ấn Độ đó về vấn đề dân số, về vấn đề địa hình địa thế, Ấn Độ sẽ là một quốc gia thích hợp nhất để mà các quốc gia Tây phương sẽ phải cầu cạnh, sẽ phải liên minh để với mục đích chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng. Tuy nhiên ở một mặt khác đó, thì Ấn Độ cũng chỉ muốn làm bất cứ những cái sách lược nào để mà giữ vững lãnh thổ của mình, cũng như là những cái vấn đề căng thẳng tại khu biên giới, tại khu Kashmir đó, giữa Ấn Độ với là Pakistan đó, vẫn là cho tới thời điểm này, thưa quý vị, vẫn là một cái điều khá là nhức nhối và quan tâm của Ấn Độ. Thành ra vào cuối ngày, thưa tất cả quý vị, tất cả các quốc gia, từ quốc gia lớn cho tới quốc gia nhỏ, những liên minh, những quan hệ đều sẽ, chúng ta thấy nó không có thể hiện một cái nét nào rõ rệt, không nghiêng hẳn về phía này, không nghiêng hẳn về phía khác, bởi vì các quốc gia đều muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, tất cả các quốc gia đều muốn làm sao mà đưa ra những cái chính sách phát triển kinh tế để mà chống lại những cái sự đe dọa về mặt kinh tế, về mặt quân sự, về mặt tôn giáo hay những vấn đề khác. Cảm ơn dân biểu Tạ Đức Trí. Luật sư Trần Thái Văn còn ý kiến gì liên quan đến đề tài này không ạ? Đến đây thì chắc cũng khá đủ vậy. Chắc chắn là vào những ngày tới thì chúng ta sẽ thấy những cái chính sách của Hoa Kỳ, thưa quý vị, tại cái vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương nó còn
những cái nét còn rõ hơn nữa mà chúng ta có thể bàn thêm. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là như vậy. Ấn Độ cũng là một quốc gia lớn và hùng mạnh, và nếu không muốn nói là một quốc gia chủ chốt trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đối với cái chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ sang khu vực này. Họ có một cái tầm mức quan trọng về chiến lược mà chúng ta cũng đã từng thấy với những cái đối tác chẳng hạn như Úc, chẳng hạn như Nhật, Hoa Kỳ trong cái khối liên minh đó, thì Ấn Độ vẫn là một quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt trong cái việc nếu như Hoa Kỳ muốn gìn giữ trật tự ở tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đề tài thứ hai trong ngày hôm nay mà các vị khách mời cũng đã chọn để đưa ra để chúng ta cùng có một cái nhìn đặc biệt liên quan đến chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, hiện nay đã có mặt ở tại Hoa Kỳ. Ngay khi đặt chân đến Hoa Kỳ thì ông đã gặp gỡ một số các thành phần mà người ta gọi là Việt Kiều yêu nước ở tại San Francisco, và sau đó cũng gặp gỡ những giới đầu tư về liên hệ ở các nhà đầu tư ở tại khu vực Silicon Valley. Qua đó chúng ta đã gặp rất nhiều các thành phần, kể cả những thành phần đại diện tôn giáo đều đã có những cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cái mục tiêu trong chuyến thăm Mỹ lần này của ông Phạm Minh Chính theo như báo chí cho biết là để mở rộng hơn về các cái ký kết, các cái thỏa thuận về mặt đối tác chiến lược toàn diện mà Hoa Kỳ và Việt Nam vừa đạt được trong chuyến công du của Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng lượt qua một số vấn đề và cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với các khách mời ngày hôm nay. Xin mời dân biểu tại trực tiếp. Dạ, rất là cảm ơn anh Dũng. Thưa tất cả quý vị, chúng ta thấy được một cái sự kiện vừa qua đó là Hoa Kỳ cũng như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đạt được cái thỏa thuận là Hoa Kỳ nâng Việt Nam lên một cái tầm cao hơn, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Thì khi mà đối tác chiến lược toàn diện đó là Hoa Kỳ xem Việt Nam như một cái quốc gia Hoa Kỳ có thể có những cái quan hệ tương đối mật thiết hơn, đặc biệt là về vấn đề quân sự, bởi vì Hoa Kỳ cũng đã suy tính khá nhiều cái mối lo nhất của Hoa Kỳ vẫn là Trung Cộng. Thành ra bây giờ một cái quốc gia với địa hình địa thế, không quốc gia nào khác ngoài Việt Nam, Hoa Kỳ có thể nghĩ tới phải tiếp tục tạo thêm một cái sự liên minh cần thiết để mà từ đó không khiến Việt Nam phải chịu ảnh hưởng quá nhiều từ phía Trung Cộng. Về cái mặt chiến lược thì Hoa Kỳ nhắm tới là vấn đề ổn định tình hình an ninh tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Tuy nhiên ở một mặt khác đó, ở tại Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ vẫn bị chỉ trích khá mạnh mẽ, bởi vì Hoa Kỳ đó đã không có đưa ra những cái sách lược để mà khiến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn về vấn đề nhân quyền. Chúng ta thấy được gần 5 thập niên vừa qua thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn được xem là một quốc gia vi phạm trầm trọng về vấn đề nhân quyền. Vẫn chưa có nhân quyền tại Việt Nam, tự do tôn giáo vẫn hoàn toàn không có tại Việt Nam. Chính vì vậy mà rất nhiều các tổ chức tranh đấu về nhân quyền hay quyền con người cũng đã lên tiếng mạnh mẽ mỗi lần mà tổng thống, bất cứ một vị tổng thống Hoa Kỳ nào có chuyến công du tại Việt Nam. Và một số những thành viên tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu tổng thống Biden cũng phải thảo luận về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, bởi vì cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam vẫn tạo ra một cái sự nhức nhối cho rất nhiều những cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền ở trên thế giới, và riêng với tập thể người Việt tị nạn thải ngoại đó, thì cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam là một vấn đề xem như là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Rồi trở lại với cái chuyến công du của Thủ tướng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì không ngoài có mục đích là muốn tạo thêm những cái hình ảnh là một viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đến Hoa Kỳ để mà có những cuộc tiếp xúc, có những cuộc gặp gỡ với một số thương gia, một số Việt Kiều đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta thấy được cái điều này cũng không có xóa đi những cái làn sóng phẫn nộ của tập thể người Việt tị nạn không chỉ sinh sống tại Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới. Bởi vì người Việt tị nạn tại hải ngoại luôn đặt vấn đề
là tại sao năm thập niên qua nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền, tiếp tục bóp nghẹt tôn giáo. Chắc chắn là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm một số các cái ý nghĩa quan trọng liên quan đến vấn đề nhân quyền mà qua chuyến công du của mình thì Tổng thống Joe Biden cũng đã từng đặt ra một vấn đề đối với chính quyền Việt Nam. Chúng tôi muốn nghe được ý kiến của luật sư Trần Thái Văn qua cái ý nghĩa thực sự của chuyến công du ông Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta thấy khá rõ đó. Mà trong chương trình trong quá khứ thì chúng tôi cũng đã nói cùng với dân biểu Tạ Đức Chí về cái chính sách mà được gọi là đu dây đó của nhà cầm quyền Hà Nội. Chúng ta thấy khá rõ sau khi mà ông Tổng thống Biden đến Hà Nội chỉ có vỏn vẹn khoảng một ngày rưỡi mà thôi, rồi có những cái ký kết để mà nâng lên cái tầng cấp bàn giao giữa hai quốc gia đó, thì các đại diện của Hà Nội cũng lại đi chầu lên Bắc Kinh ngay sau đó, thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta thấy một phái đoàn cao cấp lãnh đạo bởi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lại đến Hoa Kỳ, cũng lại đi chầu Hoa Kỳ, lại đi chầu Hoa Thịnh Đốn. Là tại vì sau khi mà đến San Francisco thì chúng tôi cũng được biết đó là ông Chính cũng có những cái buổi họp với ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Kevin McCarthy, cùng với các dân biểu cao cấp, kể cả ông Michael McCaul là chủ tịch của Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn, và họ bàn rất là nhiều chuyện liên hệ đến cái sự bang giao Việt Nam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy cũng khá rõ cái chính sách đu dây này, nó đu dây từ bên Thái Bình Dương này qua bờ biển Thái Bình Dương Việt Nam đến đến Hoa Kỳ cũng khá rõ. Nên nếu mà chúng ta có muốn tặng cái gì cho ông Phạm Minh Chính, cái này chúng tôi nói một cách diễu nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa của nó đó, mình nên mua một cái dây thừng thiệt chắc để mà cho ông đu không thôi là nó đứt dây. Nhưng mà chúng ta thấy rõ, thưa quý vị, là tất cả những cái nỗ lực giữa hai quốc gia Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ đó thì nó chỉ là liên hệ đến cái quyền lợi mà thôi, chứ nó không có một cái sự đồng thuận về những cái value, là những cái phải nói là những cái lý trí, những cái ý nghĩa hoặc là những cái lý thuyết giữa hai quốc gia mà họ có được một mà có một cái sự đồng thuận giống như là Hoa Kỳ với những quốc gia Tây phương như là Anh Quốc hoặc là những quốc gia đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ. Bởi vậy nên khi mà ông Phạm Minh Chính hoặc là các đại diện và các phái đoàn của Việt Nam qua bên Mỹ để mà đi xin những cái sự đầu tư của các quốc gia hoặc là các công ty Hoa Kỳ, hoặc là đi để mà kêu gọi vào cái sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là những cái nỗ lực mà họ cần phải làm mà thôi. Đó là cái thực tế của một một nhà cầm quyền mà cần cái sự giúp đỡ về phương diện kinh tế từ phía Việt Nam. Và nói riêng, thưa quý vị, nói riêng về cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng lớn, một trong những cộng đồng lớn nhất tại hải ngoại, lớn nhất tại hải ngoại ngoài Việt Nam ra đó, thì chắc chắn chúng ta thấy rõ là không có một cái sự hậu thuẫn nào hết hoặc là ủng hộ nào hết, nếu mà không muốn nói là chống đối và phản đối với những cái sự hiện diện của các chóp bưu và đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Một cái câu hỏi rất là căn bản mà chúng ta có thể hỏi đặt ra đó, nếu mà thật sự là những người này họ có cái sự hậu thuẫn hoặc là ủng hộ của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đó, thì tại sao họ lại không có mặt tại Houston, tại San Jose? Họ đâu có dám đến khu vực Little Sài Gòn, đất của dân biểu Tạ Đức Chí, cũng như là rất nhiều cái địa điểm mà có đông người Việt Nam, ngoài cái việc mà đến San Francisco là một trong những cái thành phố thiên tả nhất tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng tôi không có ngạc nhiên khi mà ông không dám đến, những phái đoàn không riêng gì của ông Phạm Minh Chính, nhưng mà tất cả những phái đoàn cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không dám phôi trương và không dám hang nghiêng mà đi trong cộng đồng Việt Nam, dù là tại miền Tây Hoa Kỳ hoặc là miền Đông Hoa Kỳ, không bao giờ dám xuất hiện một cách công khai như vậy. Mà rất là lạ là mỗi lần mà họ đi
và họ có những cái buổi tiếp tân hoặc là những cái buổi tiệc đó, thì chúng ta cũng thấy có một số người Việt Nam đến tham dự những cái tiệc này, nhưng mà chúng ta không bao giờ nhận những người này ra là ai hết, và có những cái sinh hoạt gì trong cộng đồng Việt Nam, hoặc là họ giữ những cái trách nhiệm hoặc là chức nhiệm vụ gì trong cộng đồng Việt Nam. Không có một cái lịch sử sinh hoạt gì hết, mà nói thẳng ra là họ là những người rất là lạ hoắc. Mình không biết họ là ai hết. Nhưng mà ông Phạm Minh Chính cũng như là mấy đại diện của giới truyền thông Việt Cộng đó, thì họ nói rằng đây là cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đã hân hoan tiếp đón đại diện của Hà Nội đến đến Hoa Kỳ. Đây là một cái, nói thẳng ra là một cái sự láo khoét, thật sự là như vậy, mà nó không phản ảnh sự thật, những gì mà đang xảy ra hiện tại ngay tại những cộng đồng tại tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ hiện giờ, thưa quý vị. Liên quan đến cái điều mà luật sư Trần Thái Văn vừa nêu đó, chúng tôi cũng thấy trong những ngày vừa qua đó, thì cộng đồng người Việt cũng đã nghe tin về việc là một vị lãnh đạo Phật giáo nói rằng là ông đại diện cho Phật giáo ở hải ngoại để chào đón và hứa hẹn những cái sự hợp tác cùng với chính quyền Việt Nam trong vấn đề tôn giáo. Thì ngay sau đó thì một số các báo chí địa phương ở nhiều khu vực ở California cũng đã lên tiếng và phanh phui vụ việc này, cho rằng là các lãnh đạo tôn giáo thực sự người Phật giáo ở tại hải ngoại, ít có ai biết đến vị này, ông Thượng Tọa hay là Đại Đức Thích Đức Tuấn, người đã đứng ra đại diện tiếp đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thì người ta nói rằng không có vị nào trong các hàng chức sắc lãnh đạo Phật giáo tại hải ngoại biết vị này là ai. Thì đó có lẽ là những cái hình thức mà người ta muốn đưa ra để nhằm một cái việc là chính trị hóa cái việc thăm viếng của ông Phạm Minh Chính. Cái điều quan trọng hơn nữa là trong chuyến đi này đó, cái vấn đề về nhân quyền đối với cộng đồng người Việt hoặc là với các nhà hoạt động đấu tranh ở tại trong nước, thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là khi Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam thì có 4 nhà hoạt động về xã hội đã được, 2 vị thì được ra định cư tại Hoa Kỳ, và trong số đó thì có 2 vị khác nữa cũng đã đến, cũng đã được thả ra khỏi tù hoặc là thoát ra khỏi cái sự quản chế của chính quyền. Thế thì ngay sau khi mà Tổng thống Joe Biden đã rời khỏi Việt Nam thì ngày 15 tháng 9 thì các đài báo lại đưa tin là nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt nhà chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, thả tay này thì bắt vào tay kia, cái số lượng dự trữ của các nhà đấu tranh thì lúc nào cũng có sẵn ở trong túi, để mà khi nào mỗi lần có cái việc gì cần thiết thì thả ra một số người để gọi là để ve vãn, che đậy bớt đối với dư luận của thế giới, rồi sau đó lại âm thầm thò tay khác bắt nhốt những người khác. Xin mời thì dân biểu Tạ Đức Trí có ý kiến về vấn đề này. Dạ thưa anh, thì chúng ta thấy được cái chính sách ngoại giao đu dây của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được thể hiện qua mỗi lần mà các vị Tổng thống Hoa Kỳ có những chuyến công du đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phóng thích một số tù nhân lương tâm. Và sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam đó, thì họ lại dùng cái chính sách là độc tài và bắt bớ trở lại. Thành ra là cái chính sách mà cố gắng để mà tạo ra hình thức để mà cho Hoa Kỳ thấy đó là Việt Nam cũng có sự hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, nhưng mà thực tế cho thấy đó là ở tại Việt Nam đó vẫn còn những cái vụ bắt bớ, vẫn còn những cái vụ đàn áp đối với các nhân sĩ, những nhà trí thức hay đủ mọi thành phần ở trong nước khi mà họ lên tiếng đề cập tới vấn đề tự do dân chủ, khi mà người Việt Nam, một số ít người Việt Nam lên tiếng về vấn đề bảo vệ lãnh thổ biên giới, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều đưa ra chính sách bắt bớ và trù dập. Thành ra cái vấn đề mà nhân quyền tại Việt Nam đó vẫn là một cái điều mà quan tâm hàng đầu đối với tập thể người Việt tại hải ngoại. Thì cái vấn đề nhân quyền này, thưa tất cả quý vị, cũng là một cái điều phải nói rằng ở tại Quốc hội Hoa Kỳ đó thì đã được 3 lần thông qua tại Hạ viện, tuy nhiên chưa một lần nào được đem ra bàn thảo tại Thượng viện. Thành ra tập thể người Việt tại hải ngoại, chúng ta cũng hy vọng rằng trong tương lai đó
là những cái dự luật nhân quyền sẽ được đưa ra thảo luận lại một lần nữa tại Hạ viện để được thông qua. Cái vấn đề thông qua một cái dự luật nhân quyền tại Hạ viện thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ không khó khăn. Tuy nhiên, khi mà được đem ra bàn thảo tại một ủy ban nào đó tại Thượng viện hay thôi đó, thì đó cũng là một cái chuyện mà nó đã chưa được xảy ra. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ chỉ muốn có những cái vấn đề quyền lợi kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà thôi. Chứ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ hoàn toàn vẫn đeo đuổi chính sách là độc tài. Thành ra Hoa Kỳ cần phải thể hiện hơn nữa, phải tạo thêm những cái áp lực đối với Việt Nam, phải đưa ra những cái chính sách chế tài để mà một mặt Hoa Kỳ vẫn giữ Việt Nam ở trong cái sự liên minh với Hoa Kỳ, mà mặt khác đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải hiểu được là nếu mà họ vẫn tiếp tục đàn áp về nhân quyền đó, thì Hoa Kỳ sẽ có những cái biện pháp chế tài để mà khiến cho họ phải hiểu được cái vấn đề tôn trọng nhân quyền là một trong những cái chính sách mà Hoa Kỳ luôn đeo đuổi trong những thập niên vừa qua. Có lẽ đó đúng cũng là một trong những cái nhận định mà giống như là dân biểu Tạ Đức Trí đã vừa nêu đến cùng chúng ta. Rõ ràng là trong chuyến công du này thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh đến với các giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ, kể cả Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội của tại Hoa Kỳ, và đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với Việt Nam, rồi cũng sẵn sàng kêu gọi tất cả các cái giới liên quan đến những cái vấn đề bán dẫn trong công nghệ hợp tác gia tăng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian sắp tới. Rõ ràng cái mục tiêu liên quan đến vấn đề kinh tế của Việt Nam đối với Hoa Kỳ qua cái mở rộng đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia là cái vấn đề quan trọng hơn hết trên cả các cái vấn đề khác. Chưa chắc đó cũng là một cái điều mà để làm ngược lại đối với những điều mà Trung Quốc lên án và cho rằng là Hoa Kỳ muốn tranh thủ cảm tình của Việt Nam để mà có thể chống đối lại với Trung Quốc. Vấn đề quan trọng là vấn đề mục đích kinh tế trong chuyến đi này. Chúng tôi không biết là luật sư Trần Thái Văn có nhận định gì về vấn đề này. Dạ, rất là nhanh thưa anh Dũng và thưa quý vị. Nếu mà nói về vấn đề kinh tế đó thì chúng ta thấy cũng khá rõ là hai quốc gia đều có cái sự lưỡng lợi, mà Hoa Kỳ thật sự có nhiều cái sự thuận lợi hơn. Nếu mà nhìn về một cái khía cạnh mà như chúng ta thấy đó, cái trong vòng khoảng 15-20 năm trở lại thì cái tiềm năng cũng như là cái tỷ lệ mà đầu tư của hai quốc gia xuất nhập cảng đó, nó tăng lên cả hơn mấy trăm, gần 1000%, thưa quý vị. Bởi vậy nên cái tiềm năng này nó sẽ còn tiếp tục kéo dài và nó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thứ nhất đó, Hoa Kỳ họ lợi là tại vì cái số tiền đầu tư của mấy ông đại gia hoặc là chóp bưu đó lại đổ về đây, đổ về Hoa Kỳ. Nhất là tại các khu vực mà chúng ta đều biết đó, có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, các địa phương từ Texas, San Jose, kể cả miền Nam California cũng vậy. Và Hoa Kỳ cũng thuận lợi khi mà có một cái địa điểm ngoài Trung Quốc ra để mà đầu tư về phương diện lao động, về phương diện những cái chi phí cần thiết để mà xuất cảng, nhập cảng hoặc là lo về và những cái vấn đề manufacturing là sản xuất đó, thưa quý vị. Thì đây là một cái thị trường, Việt Nam vẫn là một cái thị trường có nhiều cái thuận lợi hơn so sánh với các quốc gia, nhất là Trung Quốc, thưa quý vị. Bởi vậy nên Hoa Kỳ cũng thấy những cái sự thuận lợi đó về phương diện kinh tế, chứ chúng ta chưa nói đến những cái chính sách khác, thì cũng có, đó là một trong những cái lý do tại sao mà Hoa Kỳ muốn tăng là một cái cấp, tăng cấp lên ngoại giao giữa hai quốc gia, giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn, thưa quý vị. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn, cảm ơn dân biểu Tạ Đức Trí rất là nhiều. Và chắc chắn là đề tài này là một đề tài mà chúng ta sẽ còn theo dõi tiếp tục cho đến khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm viếng tại Hoa Kỳ. Sau khi mà hai bên chắc chắn sẽ có một cuộc họp báo và đưa ra những cái tuyên bố chung, chúng ta sẽ xem lúc đó như thế nào. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của khán giả và cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chương trình Quan Điểm của chúng tôi rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn dân biểu Tạ Đức Trí, cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.